phò ông địa đây của mọi người đây nè. Dạ không phò ông địa mọi người. Đi quay phim đi trễ. Đó. Đây đây đòi vô team mình nè em. Em đòi vô team mình tập luyện xe á. Diễn viên. Mà diễn viên cũng là diễn viên luôn mà diễn viên VIP. Livecam bay đó. Đây mấy bạn, Gia Hân phò không địa đang chạy xe. Dí không kịp anh em ơi. Hân đi quay phim nè, mình thấy theo làm trợ lý đó, bên kia là đang xếp máy quay ha. À, xếp máy quay. Đây nè, đang thay đồ để diễn nè, diễn cảnh chạy xe máy. Này là da heo chân ghẻ. Đang quay cảnh mình đó. Đó. Hân lên đồ nè anh em. Thiệt là hoành tráng, đó là cảnh bị tóc váy. Rồi, nam một hai ba. Diễn viên kỳ trời. Bạn nhìn theo diễn viên này đi đóng quần chúng được nè. 3, 2, 1 đi đi em, không phải đi xa lắm. Rồi đi chậm chậm lại, đẹp xinh đẹp, vuốt tóc nhẹ nhàng. Okay. Rồi nè, cho nét diễn chân ghẻ nè. Đúng rồi, xem nè, nè cho cái nét ăn bánh mì két nè, bánh mì dính két nè. Tức là cho xe chạy từ dưới này nè. Ừ. Nè bây giờ em diễn một lèo luôn á em. Ok ok. Hey. Làm gì vậy? Lượng hết trong này nè. Rồi nè. Mày là cái diễn viên cầm cùi bánh mì nè. Bài mì đó. Diễn xuất cái bánh mì nha. Rồi. Diễn viên Gia Hân phò ông địa. Phò ông địa đâu? Đi bước chân sao cho thấy cận cái chân ghẻ nha. Đó vậy được anh nghĩa ơi. Đừng có anh quá. Đừng có quá. Máy nó hết pin là đó. Máy nó hết pin là chút nữa là anh mà lấy miệng anh thổi luôn á. Rồi. Rồi ủa sao có chiếc dép ở đây? Không sao. Đang quay cận của bạn kia. Em đây. Em lấy làm điểm cho bạn ấy nha.
số cho em đi. Cái gì? Số 3 cho em đi. Chạy đi. Để em quay dùm cho. Nó chạy đi bà con. 3, 2, 1 cho tôi thôi. Cảnh giao thông tông giấy. Đây mọi người. Quá thiệt luôn á, lớp mấy ngày luôn á. Rồi, bye bye mọi người nha. Thôi giờ mình về. Mệt lắm rồi, chưa nắng, chưa ăn cơm, chưa ăn gì hết á. Bắt đi ra đây, nắng non. Hot girl. Rồi. Gia Hân Phọ Ông Địa chân ghẻ. Với lại bé kia bé gì? Nguyên. Nguyên mông to. Em xây về đúng cái hướng hồi nãy. Bán gì? Bán mình tắt tiếng mọi người ơi, mình tắt tiếng nha. Mình tắt tiếng rồi. Cút chân mọi người. Mình tắt tiếng rồi.